À, ở công viên ngay cạnh chỗ sân chơi. Đây là sân chơi. Gấu với mẹ đang chơi. Mẹ quay máy quạt. Ngay cạnh dòng suối có một cây táo này. Đấy. Đây là dòng suối. Đồ ra kia. Mà dòng suối này họ làm nó nước nó không chảy lắm. Nhưng mà có cây táo này. Quan trọng là có đang quay cây táo nhầm. Đó. Cây táo có bao nhiêu quả trái luôn. Bao nhiêu quả? Cây táo to lắm. Cái táo ở nằm ở gốc nó ở tít bên bờ suối bên kia này. Đó. Gốc cây táo này đại quá. Bao nhiêu quả luôn, bao nhiêu cành luôn. Đại cành này có quả này. Đó, cành này có quả. Nhiều quả lắm. Bao nhiêu trái luôn. Ok. Quay lại xem thử mẹ với gấu. Bạn đang chơi quay cánh quạt ở đây. Chơi trên cái máy bay đồ chơi này. Máy bay cho trẻ con leo lên chơi. Đây là trò chơi lớn một tí, hơi cao.